Nga áp đảo Ukraine 10 lần trong trận chiến Bakhmut. Ukraine nói Nga sẽ không để ông trùm Wagner Prigozhin rút lực lượng khỏi Bakhmut. Ukraine đánh trúng hai đơn vị pháo binh Nga. Nhật Bản tuyên bố không gia nhập NATO. Bạo loạn ở Anh sau tai nạn, nghi liên quan cảnh sát. Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Theo đó, quân đội Ukraine ở vùng Donbass đã bị binh lính Nga áp đảo trong trận chiến ở Bakhmut và phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn trầm trọng. Tờ The New Yorker đưa tin từ các chiến hào bên ngoài Bakhmut vào giữa tháng 3 rằng quân Ukraine buộc phải chia khẩu phần đạn súng cối của họ, giới hạn chỉ 5 quả mỗi ngày, giảm từ khoảng 300 quả trong cuộc giao tranh trước đó ở Kherson, khi nguồn cung cấp đã có sẵn. Trong khi đó, một trung tá người Ukraine tên là Pablo nói với hãng tin này, quân đội Nga đã sử dụng tỷ lệ đó gấp khoảng 10 lần. Sự khan hiếm ở tiền tuyến của trận chiến vẽ nên một hình ảnh tồi tệ về điều kiện cho những người lính bộ binh mệt mỏi khi Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công mùa xuân. Nga tuyên bố họ đã chiếm hoàn toàn thành phố Bakhmut phía đông Ukraine đang bị bao vây trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận rằng Nga có toàn quyền kiểm soát thành phố ở tiền tuyến của cuộc chiến. Quân đội Nga và những người lính từ tập đoàn Wagner cũng đã báo cáo về tình trạng thiếu đạn dược và tiếp tế. Trong khi đó, diễn biến mới nhất về chiến trường Bakhmut, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 24 tháng 5 cho biết, quân Nga đang cố gắng tiến vào làng Koromove gần Bakhmut. Quan chức Donetsk tới thăm Bakhmut sau khi lực lượng Nga kiểm soát cho biết thành phố sẽ được đổi lại tên cũ từ thời Liên Xô là Archimovsk. Theo tuyên bố của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng do Nga bổ nhiệm, Denis Pushilin, Bakhmut là tên gọi từ thời đế quốc Nga, sau đó được đổi tên thành Archimovsk dưới thời Liên Xô. Bây giờ Ukraine không còn giữ Bakhmut nữa mà là Nga. Thành phố này giờ đây cũng không phải là Bakhmut nữa mà là Archimovsk. Video được công bố cho thấy Ông Pushilin cắm cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trên nóc một tòa nhà đổ nát tại Bakhmut, xung quanh là các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner. Lãnh đạo Donetsk sau đó đi thị sát trên những tuyến phố gần như bị phá hủy hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh giữa Nga và Ukraine. Pushilin cho biết, ông tới Bakhmut để đánh giá công tác khôi phục các dịch vụ dân sự ở thành phố. Ông khẳng định chính quyền địa phương sẽ tái thiết Bakhmut, cam kết xây dựng những ngôi nhà, trụ sở và trường học mới tại đây. Liên quan tới kết quả chiến dịch Bakhmut, Tổng chỉ huy Wagner Yevgeny Prigozhin thông tin, công ty quân sự này đã chống lại các lực lượng đối phương vượt trội về quân số, tiêu diệt khoảng 50.000 binh sĩ Ukraine và làm bị thương tới 70.000 người khác. Trong đó đáng kể nhất là 6.500 lính đánh thuê nước ngoài được xác nhận đã thiệt mạng tại Bakhmut. Về con số thiệt hại, Wagner có số người chết ít hơn 3,2 lần và số người bị thương ít hơn khoảng 2 lần so với lực lượng vũ trang Ukraine. Ở những lúc cao điểm, Wagner duy trì quân số khoảng 50.000 tay súng, còn lực lượng vũ trang Ukraine là 82.000. Wagner đã hoàn thành nhiệm vụ không chỉ giành lại địa điểm chiến lược này mà còn khiến Ukraine xa lầy tại đây. Trong khi đó, đã có nhiều hình ảnh về việc Nga tập trung lực lượng tới thành phố Sevesk, một trong những cứ điểm nằm trong tuyến phòng thủ miền đông Ukraine cùng với Bakhmut. Hiện tại, các đơn vị xung kích của Nga đang dâng cao đội hình, mũi gần nhất cách thành phố này chừng 8 km. Sevesque không có nhiều nhà cao tầng và tuyến phòng thủ cứng như Bakhmut. Sevesque có vị trí khá thuận lợi để tiếp cận thành phố Slavyansk. Tuy nhiên, Nga hiện có nhiều lựa chọn để biến chúng thành Bakhmut tiếp theo như Abdika và Marinka. Thời tiết tại miền đông Ukraine hiện có mưa và địa hình đang trở nên lầy lội, có thể khiến các bên tạm thời hưu chiến để thăm dò động thái tiếp theo của đối phương. Phản hồi về việc liệu ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Prigozhin có còn được phép rút quân khỏi Bakhmut từ ngày 25 tháng 5 hay không, người phát ngôn của nhóm lực lượng miền đông Ukraine dự đoán rằng giới lãnh đạo Nga sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn ông ta làm điều này. Cụ thể, người phát ngôn của nhóm lực lượng miền đông Shekhi Chadavati cho biết trong cuộc phỏng vấn với ABC Ukraine rằng lãnh đạo Nga sẽ không cho phép chủ sở hữu của công ty linh đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, rút lực lượng của mình khỏi thị trấn Bakhmut bị chiến tranh tàn phá của Ukraine ở Donetsk Oblast. Ông Chodavati nói rằng, ông Prigozhin rất muốn rời bỏ Bakhmut để bảo toàn những gì còn lại về nhân sự và danh tiếng của mình. Ông Prigozhin tuyên bố đánh chiếm hoàn toàn Bakhmut vào ngày 20 tháng 5. Theo ông, các chiến binh của ông sẽ thoát khỏi Bakhmut trước ngày 25 tháng 5, sau đó sẽ rời thị trấn, bàn giao nó cho Bộ Quốc phòng Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine và Bộ Quốc phòng phủ nhận thông tin này, nói rằng giao tranh trong thị trấn vẫn tiếp diễn. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 5 cho biết Nga đã thiệt hại hơn 100.000 quân trong trận chiến giành Bakhmut. Trong khi đó, tờ Washington Post cho biết hiện tại Nga dường như đang kiểm soát những gì còn lại của thành phố Bakhmut, nơi từng là nơi sinh sống của khoảng 70.000 người. Mặc dù Sergei Chervati, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Quân sự Miền Đông Ukraine khẳng định rằng quân đội của Kiev vẫn giữ các vị trí nhỏ ở rìa phía tây nam của Bakhmut và đang chiến đấu với lực lượng Nga ở ngoại ô. Trong khi đó, về phía Ukraine, lực lượng phòng không chiến đấu của lực lượng phòng không nước này cũng đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị quân sự của Nga, ba trong số đó nhằm vào các hệ thống tên lửa phòng không. Cùng trong ngày này, bốn chiếc UAV Shahed của Nga đã bị tiêu diệt. Các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công 3 điểm kiểm soát, 4 khu vực tập trung vũ khí và thiết bị quân sự, một kho đạn dược, hai đơn vị pháo binh trong các vị trí khai hỏa và ba mục tiêu quan trọng khác của Nga. Không có cuộc tấn công tên lửa nào trong ngày này. Tuy nhiên, quân Nga đã tiến hành 25 cuộc không kích và bắn hơn 20 phát đạn phòng không vào các vị trí đóng quân của Ukraine. Người Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các mặt trận Kupiansk, Liman, Bakhmut, Abdika và Marinka. Trong ngày, 16 trận đụng độ đã diễn ra trên các khu vực được chỉ định của mặt trận. Bakhmut và Marinka vẫn là tâm điểm của chiến sự, trong một thông tin khác cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraina đăng tải video, lữ đoàn tên lửa phòng không 138 Ukraina bắn hạ tên lửa hành trình KH101 của Nga. Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, đây là tên lửa KH101 thứ 100 mà lữ đoàn tên lửa phòng không 138 vô hiệu hóa. Trong đêm ngày 22 rạng sáng 23 tháng 5, lữ đoàn đã bắn hạ 4 tên lửa KH101 và 15 máy bay không người lái UAV do quân Nga triển khai ở thành phố Dnep, tỉnh Dnipropetrovsk. Theo trang Missile Threat, Kh-101 là dòng tên lửa hành trình thông thường và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Là một tên lửa hành trình Kh-101 được thiết kế để đánh bại các hệ thống phòng công bằng cách bay ở độ cao thấp, sát địa hình để tránh bị các hệ thống radar phát hiện. Theo nhà định, việc Nga tuyên bố chiếm được thành phố Bakhmut đã mang lại một chiến thắng mang tính biểu tượng cho Moscow và gia tăng áp lực buộc Ukraine phải thành công trong cuộc phản công sắp tới. Kiev vẫn đang phản đối tuyên bố của Nga về việc Moscow đã tiếp quản hoàn toàn Bakhmut và nhấn mạnh rằng binh lính Ukraine vẫn đang đóng tại các vị trí chiến lược ở ngoại ô thành phố và sẵn sàng chiếm lại nó. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận chiến thắng ở Bakhmut và cho biết ông sẽ tặng hoa cho những người lính đã chiến đấu trong trận chiến ác liệt kéo dài suốt 8 tháng. Nhà lãnh đạo Nga đã đích thân chúc mừng cả quân đội lẫn những người đang phục vụ trong công ty quân sự tư nhân khét tiếng tập đoàn Wagner. Các phương tiện truyền thông nhà nước Nga cũng ca ngợi việc chiếm được Bakhmut là một chiến thắng lịch sử kể từ khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố hôm 20 tháng 5. Tuy nhiên, với việc Nga giành được chiến thắng quan trọng đầu tiên sau nhiều tháng, giờ đây mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cách Ukraine phản ứng trên chiến trường. Và liệu nước này sẽ nỗ lực chiếm lại Bakhmut hay sẽ khiến quân đội Nga gặp khó ở những nơi khác? Các nhà phân tích quân sự đã nhận định trong nhiều tháng rằng, Ukraine có thể đang ở một vị trí vững chắc để phản công sau khi làm tiêu hao đáng kể lực lượng Nga ở chiến trường Bakhmut. Tuy nhiên, với việc Bakhmut thất thủ vào tay Nga, nhiều người đặt câu hỏi liệu Ukraine có còn đủ sức để phản công thành công hay không. Ngoài ra, khi các nhà phân tích dự đoán rằng Ukraine có thể tấn công vào khu vực đông nam Zaporizhia và cắt đứt cầu nối đất liền giữa Nga với bán đảo Crimea, tuy nhiên Kyiv sẽ phải đối mặt với các lớp phòng thủ kiên cố của Nga. Phát biểu trước truyền thông mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ mắc sai lầm của phương Tây khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RT khẳng định, NATO không cho rằng đây là kịch bản nghiêm trọng, nếu không NATO đã không cung cấp những vũ khí nguy hiểm như vậy cho chính quyền Ukraine. Rõ ràng, họ nghĩ rằng một cuộc xung đột hạt nhân hay ngày tận thế hạt nhân là kịch bản không bao giờ có thể xảy ra. Theo ông Medvedev, NATO không đánh giá nguy cơ xung đột hạt nhân một cách nghiêm túc. Quan chức Nga nhấn mạnh, họ đã sai, đến một lúc nào đó các sự kiện có thể diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn không thể đoán trước. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ông Medvedev cảnh báo, càng nhiều vũ khí được cung cấp, thế giới càng trở nên nguy hiểm hơn. Các vũ khí ngày càng có sức tàn phá lớn, kịch bản thường được gọi là ngày tận thế hạt nhân càng có khả năng xảy ra. Theo cựu tổng thống Nga không ai biết liệu các bên đã vượt qua điểm không thể quay đầu hay chưa. Ông Medvedev kết luận, không ai biết điều này, đó là mối nguy hiểm chính, bởi vì ngay sau khi họ cung cấp thứ gì đó, họ lại nói, hãy cung cấp thêm thứ này nữa. Tên lửa tầm xa hoặc máy bay, ngày càng có nhiều loại vũ khí nghiêm trọng hơn được sử dụng, đó là xu hướng hiện nay. Dưới sức ép của các lệnh trừng phạt gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, Brazil vừa qua đã đề xuất tạo ra đồng tiền chung trong BRICS để từ bỏ đồng đô la Mỹ. Theo chuyên gia Alexander Lemony cho biết, việc sử dụng đồng đô la Mỹ trong BRICS đang trở nên không thuận lợi do Mỹ thắt chặt chính sách trừng phạt đối với hai quốc gia chính của BRICS là Nga và Trung Quốc. Ông cũng lưu ý rằng, vấn đề tạo ra một loại tiền chung là đặc biệt cấp bách do liên minh chuẩn bị mở rộng. Ả Rập Xê Út, Iran, Ai Cập, Algeria, Bahrain và UAE bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS. Theo tác giả bài báo trên trang Agoravos, Brazil và Nam Phi đang đề xuất đưa ra một đồng tiền chung do sự phụ thuộc mạnh mẽ của họ vào đồng đô la Mỹ. Cụ thể, tổng thống Brazil Lula da Silva tỏ ý lo ngại về các hành động của Washington nhằm tích lũy thanh khoản đô la bên ngoài Mỹ. Hơn nữa, các biện pháp trừng phạt của phương Tây cản trở khả năng hợp tác có lợi với Trung Quốc và Nga. Trước đó, tổng thống Brazil Lula đã nhiều lần kêu gọi từ bỏ việc sử dụng đồng đô la Mỹ và lập ra một loại tiền tệ chung trong khối BRICS. Phát biểu tại phiên họp quốc hội Nhật Bản hôm 24 tháng 5, Thủ tướng Kishida Fumio khẳng định chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra về việc NATO thành lập văn phòng liên lạc tại Nhật Bản. Thủ tướng Kishida cũng cho biết, Nhật Bản không có kế hoạch gia nhập NATO với tư cách là quốc gia thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Bình luận của ông Kishida được đưa ra sau khi đại sứ Nhật Bản tại Mỹ hồi đầu tháng nói rằng NATO đang lên kế hoạch thành lập văn phòng ở Tokyo. Truyền thông Nhật Bản cũng dẫn lời các quan chức nước này xác nhận, văn phòng liên lạc đầu tiên của NATO ở châu Á sẽ đặt tại Nhật Bản vào năm 2024. Việc mở văn phòng liên lạc được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại của NATO với các đối tác an ninh như Hàn Quốc, Australia và New Zealand, đồng thời đối phó với những thách thức địa chính trị từ Trung Quốc và Nga. NATO có các văn phòng liên lạc tương tự tại Liên Hợp Quốc ở New York, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Viên, cũng như ở Ukraine, Bosnia và Herzegovina Moldova và Kuwait. Trong diễn biến liên quan, theo tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông cho biết Nga coi một số liên minh trong đó có AUKUS và Bộ Tứ là không thân thiện bởi có liên quan tới NATO. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, một số liên minh được thành lập gần đây hầu như không thân thiện với các nước trong khu vực. Đó là điều chúng tôi thấy ở Bộ Tứ, AUKUS và một số liên minh khác khi họ xây dựng quan hệ đối tác với những nước bên ngoài khu vực. NATO đã và đang cố gắng giành chỗ đứng ở đây. Bộ tứ là cơ chế an ninh được Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ thành lập nhằm ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. AUKUS là liên minh giữa Mỹ, Anh và Australia. Trong đó, Anh và Mỹ sẽ cung cấp công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật để Australia chế tạo hạm đội 8 tàu ngầm hạt nhân. Ông Medvedev chỉ ra rằng NATO đang bắt đầu tham gia vào các dự án riêng ở châu Á-Thái Bình Dương, trong khi mục tiêu chính thức được tuyên bố của NATO hoàn toàn khác. Ông khẳng định, họ tạo ra những liên minh tương tự và trực tiếp tham gia vào nỗ lực gây bất ổn tại khu vực. Điều này thật tồi tệ. Ông Medvedev đưa ra bình luận trong bối cảnh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 10 tháng 5 cho biết đang đàm phán với Nhật để thiết lập một văn phòng đại diện ở Tokyo, cơ sở đầu tiên của khối tại châu Á. Trong thông tin đáng chú ý tại Anh, bạo loạn đã bùng phát tại thành phố Cardiff sau khi người biểu tình cho rằng cảnh sát truy đuổi hai thiếu niên dẫn đến tai nạn chết người. Kiris Sullivan, 16 tuổi, và Harvey Evans, 15 tuổi, gặp tai nạn và thiệt mạng vào tối 22 tháng 5 khi đi chung xe đạp điện quanh khu Ely, phía tây thủ phủ Cardiff của xứ Wales. Bạn bè hai cậu bé cho rằng Sullivan và Evans bị cảnh sát truy đuổi dẫn đến sự cố. Bạo loạn nổ ra trên đường phố sau đó khi người biểu tình cáo buộc cảnh sát vùng South Wales có liên quan đến vụ tai nạn. Video trên mạng xã hội cho thấy họ ném đồ vật, bắn pháo hoa và các sĩ quan cảnh sát trên bộ tuyến đường người biểu tình bạo lực còn phóng hỏa đốt hai ô tô. Cảnh sát Southways ban đầu nói rằng đây là một tai nạn nghiêm trọng và hai thiếu niên gặp nạn trước khi các sĩ quan đến hiện trường. Giới chức cũng triển khai lực lượng chống bạo động đối phó hành vi bạo lực và xử lý đám đông mất trật tự cho đến sáng sớm 23 tháng 5. Một số người tham gia bạo loạn đã bị cảnh sát bắt. John Ucarat, người dân Eli nói, căng thẳng leo thang vì cảnh sát không giải thích rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Anh nói, cảnh sát không tìm cách giao tiếp với đám đông, Họ không thể hiện gì ngoài thái độ coi thường và hành động như thể chúng tôi không đáng được biết chuyện gì xảy ra ngay trước cửa nhà mình. Buddy Boons, mẹ của Evan cho biết, con của bà và Sullivan là bạn thân, thích bóng đá và đi xe đạp, thường làm mọi việc cùng nhau. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ cho kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại!